có mẹ bé hồng không? Là bắt đầu là giờ là cho vào cái lam nè. Một bên là Aureus, một bên là Fecalix. Bẻ ở phía dưới. Bẻ cái vòng tròn ở phía dưới. Ok. Mà chị đi nghiêng mờ thấy. Giờ em thấy hơn nè. Rồi. Rồi chị để dưới thấy hơn đó. Chị đưa lên không thấy đâu. Dễ xong rồi. Rồi, nhỏ oxy dài lên nhiều. Mỗi bên một giọt oxy dài. Sau đó nhỏ oxy dài. Một giọt. Rồi. Em không biết mình cầm mà đúng ngọn lưới đang còn ta. Nóng kết bạc. Xong rồi sao nữa? Đun lên ngọn lửa đèn cồn. Lấy cái cây cấy. Khử trùng. Em không phải lấy trên ngọn lửa đèn cồn. Lấy thẳng hả? Lấy cái thẳng hả chị? Ờ, cái thẳng hả? Không lấy cây dòng được. Thiết minh luôn đi. Bắt lấy cái con gì chị? Cái này con Fecalix đúng không? Fecalix. Con gì chứ? Hai con kia em lấy con này trước. Lấy con trước cũng được hết á. Vô chị cả anh thằng canh nó ngủ gì ở nóng lắm. Để lát để con lấy một chị em đi. Nhẹ thế nhẹ thế ơi, đừng ấy sâu quá, nắp sâu quá lên. Này là con phe calip đúng không? Phe calip. Phe cà cà vô. Rồi, khuấy khuấy. Khuấy khuấy chọn. Ủa sao nó sủi nè? Có sủi không? Có sủi là tụ. Chị thả thêm coi nè. Ra calip nè. Thả thả tự sủi không? Đó. Có sủi bọt kìa. Có sủi bọt. Có sủi bọt. Ủa là đúng là nó không phải không chứ? Đúng rồi. Không, nó sủi bọt có nghĩa là nó là tụ cầu, là tụ cầu đó. Con này là tụ cầu nè. Có H2O và O2, giải phóng khí O2. Nghe không? Nghĩa là nó sủi bọt là nó mới có tụ cầu, nếu không sủi bọt là mình tính là bên liên cầu. Con này liên cầu mà. Liên cầu. Liên cầu mà. Là lấy phe calip nè. Phe calip là tụ cầu, nhưng mà nó sủi bọt là tụ cầu chứ, đúng không? Sao nó có sủi? Liên cầu. Liên cầu thì không sủi nha. Giá gì thử gì, giá gì thử O2 vô cái này thử coi. Thử lại đi. Con thì nó ai cùng một lúc để quan sát thử cho hai con cho con biết mình biết vậy. Mẹ có sủi bọt nè. Thử con kêu vô coi. Là biết liền à. Da điện giật lỗ tai luôn nè. Nhiều rồi. Tôi nói rồi, cái chỗ đó nó giật lắm. Nè con Aureus đúng không? Đó, chị là học cái gì? Aureus. Học mới bị giật đó. Cái này mình thành không có làm đâu. Mình chỉ đánh thôi. Có chưa? Nó tụ cầu. Nó chết mẹ đi cũng rồi. Thả vô thành. Xong rồi cắm vô thạch. Cắm vô thạch. Thì cái vô thạch má. Quậy vô giọt. Sủi luôn, không giọt đâu. Sủi là tụ cầu. Đâu có sủi đâu. Sủi ít nè. Không có sủi không? Không sủi. Có sủi mà. Có sủi ít nè, nhìn thấy sủi. Mà con này nhiều hơn này. Con này mình lấy sủi quá trời. Mà sao kỳ vậy? Nếu con phải Aureus làm gì mà sủi? Con Aureus mới con cái mà sủi chứ. Con Aureus mới là con tụ cầu mà. Mới sủi chứ. Tụ cầu vàng sủi hơn. Nó chấm thêm nhiều hay là cái đóng hay là cái tụ cầu vàng nhiều hơn. Sao nhầm được thì sao? Làm lại nữa đi. Có thì mình chấm nhiều bỏ vô. Cái lam này đi. Bỏ làm lại từ đầu đi. Nè, cái phê calip rõ ràng là không sủi bọt mà đúng. Rồi, làm lại. Quay. Chưa mà, tắt đi, chưa có lấy cái này mà. Trời ơi, sắp gãy cổ rồi.